Em chào các bác nhé. Là một mùa đông rất là lạnh đây. Hôm nay mới có thời gian để quay video test bếp ga được. Vì theo yêu cầu nhiều bác thì dạo này em ít khi quay bếp ga, vì thực tế thì cái bếp ga thì em đã bổ cái bếp ga nào thì nó cũng như bếp ga nào thôi. Thì kể cả cái bếp phun chức năng hay là bếp mặt kính hay là những dòng bếp VIP người ta quảng cáo nó khủng long hay cái gì đấy thì thực tế thì chức năng thì nó như nhau. Thế tại sao em nhà em thì em lại chỉ bán những cái dòng bếp mặt men và những cái dòng bếp nó bình thường? Thì theo em thì nó là bình thường, vì kể cả những cái bếp phun chức năng hay khủng long thì đối với em cũng rất bình thường. Bởi vì thực tế em là thợ thì em được va chạm với bếp và làm bếp nhiều hơn, thì không ai rảnh hơn bếp bằng bọn em được. Còn chức năng bếp ga thì nhiều cái chức năng nó thì thực tế em chỉ test thử thôi, ít khi em đun lắm. Bởi vì nhà em thực tế là em đun bằng bếp từ, thì ít khi em đun bằng bếp ga, hầu như là em không đun bếp ga. Chỉ mất điện thì nhà em thì mới dùng tạm bếp ga thôi, vì nhà buôn lúc nào cũng đồ. Nên là em chỉ bán những cái dòng bếp như trước này là chiếc mặt men phim ấn. Con này thì cũng có chức năng nấu cơm và nấu cháo. Đây, nấu cơm, nấu cháo và nấu nước. Bên đây thì là chỉnh nhiệt độ và hẹn giờ 3 giây để tránh thu ga. Trước em bổ cái chế độ này là chế độ hẹn giờ 3 phút, nhưng mà thực tế thì em cứ tưởng nó hẹn giờ vì em dịch trên Google. Nhưng mà hôm rồi em có test thử, một số bác nhắc em thì em test thử là đây là cái chế độ khóa này là nó không thu bé ga. Có rắn nấu thì nó sẽ không thu bé ga. Đấy là cái chức năng nhìn 3 giây này. Đấy, nhiều bác biết thì bác chỉ, vì thực tế em làm bếp nhiều nhưng mà em chỉ dịch trên Google dịch. Còn cái chế độ test cơm thì em đã test rồi, nấu ít thì nó vẫn chín. Còn nấu nhiều thì không biết nấu chín hay không, nhiều chín hay không thì em không biết. Thì cũng là để trả lời nhiều cái câu khúc mắc cho các bác. Tại sao bếp ga em bán lại rẻ mà cũng so với những chiếc bếp ga này thì chỗ khác người ta bán 3 triệu, 2 triệu, hơn 2 triệu. Thì cái đấy là tùy người ta bán. Thì người ta nhập cao thì người ta bán cao, em nhập rẻ thì em bán rẻ. Còn thì bếp nhà em thì em luôn khẳng định là bếp em là bếp mặt men. Còn nếu như không phải mặt men thì các bác alo lại cho em. Và đúng là bếp em không mặt men thì xác định là em sẽ tặng bác 10 triệu luôn. Và em đã nói là em làm. Đấy, các bác nhìn thấy cái chiếc bếp từ hôm qua em quay cho các bác ấy, là đẹp không tì vết ấy. Là hôm nay em bán 10 triệu 400 cho một bác ở Việt Trì, Phú Thọ rồi. Bác ấy mua ngay từ buổi tối hôm qua khi em đăng video là bác chốt tiền mua ngay. Thì sáng hôm nay dọn thì đã giao cho bác rồi. Thì nhà em thì có sao em nói thế, thì em cũng không quảng cáo review chiếc bếp nhà em là bếp VIP hay là bếp gì. Thì thực tế là người ta mua về người ta bán thêm thì người ta cứ quảng cáo vậy thôi. Chứ còn thực tế bọn em là người thợ làm thì cái bếp khủng long đi thì nó chỉ là cái mặt kính và nó có hai cái ti cảm biến này, chống cạn nồi và chống gió thôi, chứ nó cũng chả hơn gì. Và nó cũng chỉ thêm là cái chế độ nướng hai tầng lửa thôi. Mà nướng hai tầng lửa thì em đã bảo các bác ấy, nướng thì nó có một tầng trên và hai cái mép này. Thực tế các bác, cái mép đáy nó có ga đâu. Mép đáy là cái chỉ có nướng bếp từ thì nó có tầng trên tầng dưới thì các bác mới không phải vỡ đâu. Còn thì nướng bằng bếp ga thì nó ra ga hai bên mép này và trên nóc này, thì kiểu gì các bác nướng thịt nó cũng cháy cháy và bắt buộc là phải đảo thịt từ ngoài vào trong và thịt trong ra ngoài và lộ từ đáy lộ lên, chứ bổ không đảo là nói sai, sự thật là nói sai. Đấy. Thế là nhà em thì bán dòng bếp bình thường này. Nếu như các bác mà có phân khúc có tiền từ 4 triệu trở lên thì em sẽ đặt vào địa vị của em thì là em sẽ mua bếp từ, chứ không bao giờ mua bếp ga. Mà kể cả nhà em bán bếp ga luôn, bếp ga là mình bán là các bác nhà vì được cái nhà bác có điều kiện mình lên mua bếp từ. Cái bếp ga là chỉ mình chỉ mua bếp tạm thôi, tranh thủ lúc mất điện thì mình có nấu nướng thì mình nấu tạm bếp ga thôi. Chứ còn thì nhà em thì em cũng 100% là em nấu bếp từ chứ em cũng chả nấu bếp ga. Bởi vì là nấu nướng bây giờ mình thấy thế kỷ 21 rồi, 20 rồi, nấu cái bếp từ nó nhanh hơn và nó không bị nóng. Mùa hè các bác nấu cơm này là nó không bị nóng. Đây em đang thử chế độ test mùa hè mình nấu cơm ấy, là không sợ là nó nóng nó phả mình, cái ga không sợ nó nóng nó phả mình. Mấy ai là không sợ gió máy gì mà nó nhàn, tầm phân khúc hơn 4 triệu là các bác có bếp từ dương rồi. Thì bếp từ dương thì em đang dọn, hôm nay là bận là chưa dọn bếp từ dương, chắc là ngày mai em mới lên video được. Hôm nay tranh thủ quay cái bếp ga thì em lại quay qua cái mẫu bếp ga phim ấn cho các bác. Trước này thì là mặt men, mặt thì nó khá đẹp, mặt tiền nó khá đẹp, mặt tiền nó khá đẹp, không có xuất sắc gì, đời rất là cao. Bởi vì là con này thì em nó bị mờ mất tem, thợ lau nó mờ mất tem. Nhưng mà em nhìn cái kiềng này, tức là cái kiềng, tức là đến đời mặt từ 2013 trở lên thì là cái mặt kiềng này nó sẽ bị lồi lên và nó dính liền hai cái miếng này là một, nó dính liền nó không còn rời hai miếng nữa. Thì trước này là từ 2013 trở lên, thợ em nó lau mất năm sản xuất rồi nên em không biết được. Thì em bảo là từ năm 2013 trở lên. À, bếp của nó thì cũng khá đẹp, bếp của nó là bếp nhôm, mặt trên là phủ nhôm, khá đẹp, chưa có vết han gì ố gì. Trước này thì nhà em vẫn bán là 1 triệu 6,
phun chức năng nấu cơm nấu cháo, chỉnh nhiệt độ và hẹn giờ 3 giây để không thu ga rán nấu và nấu nước. Và vừa em vào em test cái bếp cho các bạn nhé. Thành vách thì con này cũng khá đẹp, xước sát nhẹ không ảnh hưởng. Con này thì thành vách nhẹ, xước sát nhẹ không ảnh hưởng. Bên này vậy, nó xước nhát nhẹ do vận chuyển thì không thể tránh được, nó xước hai vết này. Đấy, em để nguyên bản. Mặt tiền của nó thì nó bị xước hơi nhiều. Vì đợt này đến cận Tết thì bếp nó vận chuyển về thì nó xước sát khá mạnh. Thì là người ta nhiều hàng, người ta lén nhén hàng. Nên là cái mặt tiền này em có sơn lại này. Cái sơn lại hay không thì nó không quan trọng đâu các bạn. Bởi vì thực tế cái bếp ga thì nguyên bản hay không nguyên bản thì bắt buộc nó phải thay đúng đồ. Như cái ti này của nó chẳng hạn, nó có hỏng thì người thợ bắt buộc người ta phải thay cái ti zin vào, thì nó mới vừa cái khớp thì mới bắt chạy được, chứ không thể nào mà lấy con bếp khác mà lắp vào được. Thì bắt buộc cùng một tháng của nó. Thứ hai là cái bếp ga này thì em đã bảo các bác, em luôn bảo hành cho các bác chọn đời luôn. Tức là chọn đời là các bác không dùng bếp ga nữa thì thôi, chứ còn bác còn dùng thì em vẫn cứ bảo hành miễn phí cho các bác. Bác gửi về là em hỗ trợ sửa. Sửa là không lấy một đồng công nào đâu nhé, chứ không phải là sửa lấy phí đâu, mà sửa không lấy một đồng công nào. Trong 10 năm chẳng hạn em vẫn cứ bảo hành cho các bác. Các bác không dùng nữa các bác lâng đời bếp lên, bọn em vẫn cứ mua lại cho các bác. Bởi vì là những cái mặt men này nó rất là bền, 5 đến 10 năm thì nó không thể ham được. Rồi cái linh kiện ở bên trong thì các bác biết nó nặng lắm, để nhận nó chắc chắn. Những cái bếp đời dưới 2015 này em rất thích bán, vì là nó nặng mà nó bền, nó không phỏng phành những đời cao. Đấy, đấy các bác nào mà chung kết thì alo cho em. Còn toàn bộ bếp này em test hết rồi. Đấy, là em đã hàng cái sắt thì em thử đấy, vừa em thử đã tắt rồi đấy. Thì là em đã hàng với các bác rồi. Thì bác nào mua thì alo cho em. Vì 1,6 triệu một chiếc bếp ga mặt men này thì các bác, đây nó khóa đây. Thì các bác cứ yên tâm đi nhá, không phải lo về vấn đề là trục trặc bếp rẻ tiền thì nó có nguyên bản hay không và có còn chất lượng tốt không. Thì em khẳng định với bác là em làm nghề, bước vào nghề buôn máy bán này 8 năm rồi, em làm bếp ga thì chưa có bếp nào hỏng, chưa có một cái bếp nào hỏng luôn, chưa có một cái bếp nào mà hỏng, tức là hỏng linh kiện ấy, là em chưa thấy nó hỏng luôn. Cho nên là các bác yên tâm là mua thôi. Còn các bác người ta mua các bảo hành bác 1 năm, em bảo hành 10 năm luôn. Vì sao thì nó không thể hỏng được, trừ khi các bác cầm, các bác vứt đi hoặc các bác đập nó ra thì nó chỉ có méo thôi. Thường vậy các bác như mang xuống ngâm nước, các bác phơi khô lên em khẳng định nó vẫn cứ chạy bình thường. Vì là nó chạy bằng pin 3V. Để mà nó hỏng được linh kiện của nó thì hầu như là nó không bao giờ nó hỏng. Vì nó không chịu điện áp tải lớn, như là điện 220V thì linh kiện nó sẽ hao mòn, nó sẽ chết. Chứ còn pin 3V này thì linh kiện nó không thể lối được. Đấy, các bác cứ xem và cân nhắc. Còn con này thì là lò nướng thì em thấy nó cũng khá đẹp. Đây lò nướng này, em đây coi. Lò nướng của nó cũng khá đẹp. Lò nướng thì có tỉa lại sơn, bởi vì là nó ố, nó không bị han đâu. Han thì mà không có han. Em khẳng định các bác là nhà em này em không có bếp han. Thế người ta bổ thì rẻ người ta han. Thì thực tế các bác, em khẳng định các bác là nhà em không có han. Han thì không bao giờ có luôn. Đây là các bác mua nhà em thì nó rẻ quá, cho nên là nhiều bác đặt câu hỏi là nhà em rẻ quá liệu có bền hay không. Bền hay không thì các bác để ý đấy. Em đăng video bếp lên em bán thì các bác nhìn thấy nhà em hầu như em không bao giờ có bếp chờ nhà luôn. Lên cái nào em bán cái đấy luôn. Và những ngày mà em không đăng bếp ấy là những ngày đấy em dọn không kịp bán. Nên là em cũng chả có lý do gì mà em làm video, vì là em cũng chả có bếp mà làm video. Những ngày hôm nay rét thì khách người ta không về lấy, thì là em mới có thể bếp chờ, em mới chờ được mấy con thôi, chứ cũng không có bếp nhiều mà bếp chờ đâu. Cho nên là các bác mua thì cứ yên tâm mua nhà em. Và nhiều bác cũng thắc mắc là tại sao mua bếp nhà em phải cọc 200.000. Bởi vì thực tế là giá bếp lô em nhập về là 1,2 triệu một chiếc và 1,3 triệu một chiếc. Thì bọn em công dọn rồi tất cả chi phí lên, em bán 1,6 triệu một chiếc thì thực tế em lãi là 300.000 thôi. Thế nên là bắt buộc các bác phải cọc tiền thì em mới gửi hàng. Vậy các bác cứ đừng phải lo lắng gì nhá. Đi người ta bán cho các bác 3 triệu chiếc bếp, 2 triệu rưỡi chiếc bếp, tức là lãi suất người ta là 100%. Thì là 10 bác mua hàng thì kiểu gì cũng sẽ 7 bác lấy. Thì cái số tiền lãi thì người ta sẽ chịu được cái phí gửi về. Nên là các bác đừng cứ thắc mắc là mình làm gì, nhà em mua hàng phải cọc làm gì. Bởi vì em lãi suất được có 300.000 chiếc bếp, trừ tiền thuê công thợ dọn 150.000 là em bỏ cả vốn cả tiền đồ ra em mới được 150.000 thôi. Mà trong đó em còn phải khuyến mại các bác lưới trong chuột này. Đấy, khuyến mại một đôi pin nữa, nó kèm theo rất là nhiều. Nên tính là một chiếc bếp em chỉ được 100.000 thôi. Cho nên là em phải chắc chắn các bác mua bếp thì em mới gửi hàng. Nên là không thể ví nhà em với các đơn vị khác được. Thì người ta bán 2,5 triệu, 3 triệu, người ta lãi suất gấp
đôi, tức là 10 bác mua hàng là người ta lãi được 10 triệu, thì 3 bác gửi hàng về thì người ta mất 300 nghìn thôi, thì vị trí là người ta vẫn lãi được hơn 9 triệu, thì người ta chấp nhận cái rủi ro đấy để người ta bán cho các bác. Và vì người ta cũng luôn quảng cáo là bếp người ta là tốt, bếp chất lượng. Em khẳng định luôn cái bếp gà nào là cũng chất lượng và đều tốt hết. Nên là các bác mua không phải lo cái gì cả. Nên là đừng, còn cái những cái bếp mặt kính thì nó chỉ là khác cái mặt kính thôi. Còn bếp nó vẫn như thế, ti nó vẫn dùng như thế, linh kiện bên trong sắt thép nó vẫn như nhau, mặt nó vẫn như nhau, nó chỉ khác nhau cái mặt kính thôi. Còn những cái bếp khủng long thì là những cái bếp đời cao, thì nó ra cái model mới thì nó nhìn nó sẽ khác thôi. Chứ còn thì nó vẫn có chế độ nấu cơm, vẫn nấu nước, vẫn nhẹ giờ thôi, và cái nướng hai tầng lửa thôi, chứ nó chả khác cái gì cả. Nên là các bác đừng có phí tiền làm gì. Nếu như các bác bỏ ra 5 triệu hoặc đến 10 triệu, nếu như em là người dùng thông thái thì em sẽ mua cái bếp từ, thì cái mua cái bếp từ 5 triệu em mua bộ nồi 2 triệu, em mới 7 triệu mà em được trải nghiệm cái bếp từ. Cái bếp từ điện nó nhanh hơn điện và nó an toàn hơn. Nó và an toàn hơn thì là nó không dùng đến ga. Cho nên là các bác cũng phải nên đặt cái câu hỏi đắn đo như thế. Nên là mình dùng bếp ga thì cứ mua dòng bếp tầm tiền, làm sao hợp lý túi tiền mình nhất thì bác mua. Thì nhiều bác mua bếp ga rồi bác lại mua bếp từ ở nhà em, bác lại cũng lại bảo là ừ nhỉ, biết thêm mua cái bếp từ trước đi. Nhưng là người bán thì người ta luôn quảng cáo đồ tốt và luôn quảng cáo để bán hàng. Còn riêng ở nhà em thì em luôn nói thật và nói sát sao nhất cho các bác để các bác mua được hàng, làm sao các bác dùng về nhà hợp lý nhất mà vừa cái túi tiền các bác. Chứ các bác đừng nhiều bác nhà giàu thì các bác có thể mua cái bếp từ 50 triệu thì các bác mua cái bếp ga 10 triệu cũng được, thì đấy là người ta có tiền thì người ta có thể mua được. Còn như mình kinh tế nó vừa phải thì mình nên mua chiếc bếp từ tầm từ 4-5 triệu mình dùng bếp từ. Còn bếp ga thì mình nên dùng những chiếc bếp nó bình dân thôi, thì nó đều có chức năng là cảm biến này, chống cạn nồi đấy, là cạn nước nó sẽ ngắt này, hoặc là chống tràn, tràn nó sẽ ngắt, và chống gió đấy. Thì những chức năng này nó những cái chiếc bếp thì thông dụng từ 2010 trở lên kiểm bằng nó đều quá hết rồi. Cho nên là các bác mua thì cứ yên tâm nhé, mua bếp này em yên tâm. Em lên cái video này thì có khi là ngày mai em sẽ bán, thì em còn hiện tại là em còn 4 chiếc như thế này. Thì các bác xem video thì các bác cứ alo cho em, thì em bán 1.6 triệu một chiếc nhé. Đấy, mặt men, phim ấn, lửa thì các bác yên tâm, là các bác yên tâm nè. Lửa thì em 8 năm trong nghề rồi, cho nên là em chỉnh lửa thì các bác yên tâm, là em chỉnh nét căng luôn. Lửa bao giờ cũng xanh và lửa to, chứ không phải là lửa xanh mà lại bé. Thì bọn em đóng bếp rất là chuẩn vì em có cái cớ bếp riêng của bọn em. Em đóng là 10 phát ăn cả 10 luôn. Cho nên là các bác cứ yên tâm mà mua thôi, không phải lo lắng gì đâu, bởi vì em là thợ rồi. Tất cả những cái bếp nó có lỗi gì hoặc là nó sẽ xảy ra lỗi gì là bọn em biết trước cả rồi, là bọn em đã xử lý hết cái lỗi rồi. Nên các bác yên tâm nhé, mua bếp thì cứ alo cho em thôi. Đây số điện thoại em đây, 0377996066. Nhà em còn 4 chiếc như này, 1.6 triệu một chiếc, là giá đấy là em nó có tặng pin và lưới thông chuột rồi nhé. Đấy, nhà em ở cầu Giàng, Ninh Giang, Hải Dương. Bác nào gần thì có qua nhà em nước lon, thì dĩ nhiên là nhà em luôn là nói 10 bán 9 rồi, chứ không bao giờ nói 10 bán 10 đâu. Nên các bác cứ mạnh dạn alo cho em nhé. Video nó hơi dài rồi thì em xin phép chào các bác nhé.